tại bò tư chiến nay ngày 25 tháng 12 năm 2020. Bò về trại gồm có bò bê, bắp kem. Nay tôi chở bị một xe nữa là mình làm không kịp, đi xe trục trặc cho nên mình chở về trước một xe nhỏ. Ngày mai về một xe nữa, 9 con nữa. Tại gồm có bắp kem, bò bê. Và chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến tại bò xem, dự tính đi bò đến tại bò xem cùng tham khảo. Chúc bà gặp bò bổ béo, mình có xe nhà giao tận nơi ha. Bò mà tuyển chọn rồi những con mẹ lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Đây nguyên của lô bò về rất đẹp. Con số 8, mọi tổng thể hết cho nên xem từ vật cần bằng dùng đầu, dùng vai, sang lưng á. Mọi hết cái hình cho nên xem giữa phân biệt. Con số 8 là bò 30 bông. Con số 7 là bò Pháp. Xương rất là to, đòn dài á, đầu chằng chằng luôn, viêm vai rất là hở. Bò Pháp, thật quyết luôn. Con số 7. Con số 6 là 30 bông. Con số 5 là bò Pháp. Đây là xương đó, nó thấy rất là to, móng chỏm đứng thẳng băng luôn. Đó, bò Pháp kem giấy. Đầu cọc chát luôn, đầu rất là to ấy. Mới về cọc hai cọc dây chưa tháo ra, tháo bớt thành cọng mới về đứng thẳng băng rồi nghe. Con số 5 là con bò Pháp, xương rất là to, đòn dài. Mình bao anh em là ghim vai rất là lở nha, dàn đuôi rất lắm, rất là sâu, lưng thẳng băng ha, ghim vai cái lưng nó chè bè luôn. Con số 5 là bò Pháp. Bò Pháp với bò B nuôi, mình nuôi dỗ béo thịt là nó tương tự như nhau luôn, tốc độ thịt nó lên cũng như nhau luôn. Cơ bản là mình phải lựa tuyển chọn ra những con mẹ lớn nền là con bò mà đực sau này nó chất lượng là đạt rất là cao. Mình lựa bò là cổ rô ha, đầu to thắt lại, cổ thắt lại rồi gọi là cổ rô. Hai chân trước hai chân sau là thấy hết luôn như hình. Con số 5 là con bò Pháp. Con số 6 là con bò bê bông. Như vai lưng nách nó chà bè. Quan trọng là nuôi chất lượng thịt đạt cao không á. Chứ còn bắt bò lớn cái tiễn chọn lên nó mẹ nó lớn nền. Bò Pháp số 7. Con số 8 là bê bông. Con số 7 là bò Pháp. Con số 6 là qua bê bông. Con số 5 bò Pháp. Có anh khách này tối anh còn đi câu bò, tối anh còn đi câu bò, có bò vô xem anh.